Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nụ cười bí hiểm của Phan Quốc Việt và quả bom 80% cổ phần Việt Á, nỗi bất an của Tổng Trọng. Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 12, Tòa án Quân sự thủ đô Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 7 người dính đến vụ kit xét nghiệm COVID-19 liên quan đến công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Đây là vụ án quan trọng đầu tiên trong đại án Việt Á được đưa ra xét xử với sự mong đợi của công luận. Theo đó, công luận mong muốn làm sao sáng tỏ ai là chùm cuối và 80% cổ phần còn lại của công ty Việt Á là của ai. Tờ báo Tiền Phong vào 27 tháng 12 đưa tin Tổng giám đốc công ty Việt Á và nhóm cựu sĩ quan Học viện Quân y hầu tòa. Trong 7 người hầu tòa có 4 cựu sĩ quan quân đội và 3 bị cáo dân sự. 4 cựu sĩ quan quân đội bao gồm Hồ Thanh Sơn, cựu phó giám đốc Bệnh viện Nghiên cứu Y học Quân sự, Học viện Quân y, Nguyễn Văn Hiệu, cựu đại tá, Ngô Anh Tuấn, cựu thiếu tá, Lê Trường Minh, cựu thiếu tá. 3 bị cáo dân sự bao gồm Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á và Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc công ty Việt Á. Ông tổng giám đốc công ty Việt Á và nhóm cựu sĩ quan Học viện Quân y phải hầu tòa. Thông tin cho biết 2 bị cáo gồm Hồ Anh Sơn và Trịnh Thanh Hùng bị truy tố với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 5 bị cáo còn lại truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, khi xảy ra đại dịch COVID-19, thì Ban Giám đốc Học viện Quân y đã gửi văn bản với Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất phát triển bộ kit xét nghiệm COVID-19 và sự việc tiếp diễn từ đây. Nhận được văn bản đề xuất, ông Trịnh Thanh Hùng thông đồng với ông Phan Quốc Việt và Hồ Anh Sơn đưa công ty cổ phần công nghệ Việt Á tham gia đề tài trong vai trò phối hợp để sản xuất thử nghiệm 20.000 bộ kit xét nghiệm. Rồi sau đó công ty Việt Á được cấp phép sản xuất thương mại mặt hàng này. Phan Quốc Việt đã chi cho ông Hồ Anh Sơn 2,4 tỷ đồng và Trịnh Thanh Hùng 350.000 đô la. Các bị cáo trong vụ án này đã gây thiệt hại cho ngân sách của nhà nước 18,9 tỷ. Giới quan sát nhận xét phiên tòa này đã hé lộ sự thật chết người. Đó là lâu nay kit xét nghiệm của Việt Á vẫn được coi là sản phẩm nghiên cứu của Học viện Quân y từ nguồn ngân sách của nhà nước, tức là tiền thuế của dân. Nhưng hóa ra lại hoàn toàn là sản phẩm của ông Phan Quốc Việt và công ty Việt Á. Chính xác hơn là kết quả nghiên cứu của bà Hồ Thị Thanh Thủy, vợ Phan Quốc Việt. Bà Thủy nghiên cứu trên cơ sở tra cứu các tài liệu trên mạng Internet trôi nổi. Đến nay công luận mới được biết công trình nghiên cứu tiêu tốn gần 19 tỷ đồng của ngân sách nhà nước hoàn toàn không đúng như truyền thông nhà nước quảng bá và tuyên truyền. Thế mà các tờ báo của Đảng, Quân đội, Nhân dân tung hô suốt thời gian đó. Tổng giám đốc công ty Việt Á Phan Quốc Việt và nhóm nghiên cứu của Học viện Quân y đã thống nhất lấy kết quả nghiên cứu của bà Hồ Thị Thanh Thủy là vợ của Phan Quốc Việt để thế chỗ cho kết quả nghiên cứu của Học viện Quân y. Một sự lừa dối ghê gớm. Đó là bằng chứng cho thấy Học viện Quân y đã có hành động lừa dối người dân để ăn số tiền 18,9 tỷ đồng của ngân sách nhà nước. Như vậy, Phan Quốc Việt và công ty Việt Á có công trong việc nghiên cứu ra sản phẩm kit xét nghiệm, bởi theo cáo trạng xác định bộ kit xét nghiệm do Thủy nghiên cứu không thuộc về quy trình nghiên cứu của Học viện Quân y nhưng vẫn được đánh giá là chất lượng cao. Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á cười ngạo nghễ tại tòa, điều này làm cho mạng xã hội dậy sóng. Vụ án này có một tình tiết, đó là trước khi vụ án được đưa ra xét xử, cựu thượng tá quân đội, cựu phó giám đốc Học viện Nghiên cứu Y học Dược, Học viện Quân y Quân sự, Học viện Quân y Hồ Anh Sơn khi bị khởi tố 3 tội danh gồm tham mô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ và vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng cuối cùng thì ngày 19 tháng 10, cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng chỉ truy tố tội danh duy nhất là lợi dụng quyền hạn trong khi thành công vụ đối với Hồ Anh Sơn. Điều đó cho thấy cơ quan tư pháp quân đội đã bỏ lọt tội trạng của bị cáo Hồ Anh Sơn. Nhà báo Thanh Hằng, cựu phóng viên báo Công an Nhân dân, viết trên trang cá nhân cho rằng việc Việt Á dùng kết quả nghiên cứu của chính mình để sản xuất kit xét nghiệm hàng loạt thì không thể cho rằng là Việt Á có tội. Nhà báo Thanh Hằng tiết lộ trước khi tìm đến Học viện Quân y, Việt đến Trường Đại học Y Hà Nội đặt vấn đề hợp tác, nhưng trường này là một lò nghiên cứu khoa học nghiêm túc với quy trình rất chặt chẽ về tài chính, nên Việt đã không hợp tác nữa mà tìm đến Học viện Quân y. Và kết cục ra sao
mọi người cũng đã thấy với những hệ thống phân chia quyền lợi. Hồ Anh Sơn và Phan Quốc Việt cho một cuộc họp về kit xét nghiệm tại Việt Á. Đáng chú ý, tại tòa, ống kính của các phóng viên đã chụp được rất nhiều bức ảnh cho thấy bị cáo Phan Quốc Việt có không ít những khoảnh khắc cười tươi. Giới báo chí cho rằng đó là một nụ cười khoái trá, vui vẻ, bất chấp bản án 25 năm sắp bị tòa chụp xuống đầu. Điều đó có gì liên quan đến câu hỏi những ai đang sở hữu 80% cổ phần còn lại của công ty Việt Á ngoài sở hữu 20% của Phan Quốc Việt mà các cổ đông đang nắm giữ? Đây là một bí ẩn. Như vậy, dù đang trong vai trò là bị cáo chính trong vụ án Việt Á, song Phan Quốc Việt vẫn đóng vai trò là người làm chủ cuộc chơi. Nụ cười bí hiểm của Phan Quốc Việt là tín hiệu cho thấy quả bom 80% cổ phần Việt Á sẽ phát nổ bất cứ lúc nào giữa các phiên tòa xét xử đại án Việt Á. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Nụ cười bí hiểm của Phan Quốc Việt và quả bom 80% cổ phần Việt Á, nỗi bất an của Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đẩy giá vàng lên cao, chiêu trò móc hầu bao dân của Thủ tướng như thế nào. Những ngày cuối năm 2023, giá vàng ở Việt Nam tăng vọt như con ngựa bất kham. Có những thời điểm giá vàng bật lên ở mức khoảng 80 triệu đồng mỗi lượng, trong bối cảnh đồng USD lên rất ít, chỉ khoảng 2%, tương đương với 24.325 đồng trên mỗi đô la, trong khi lãi suất tiền gửi đạt kỷ lục thấp chỉ còn khoảng 1,9%. Tại sao giá vàng ở Việt Nam lại có những biến động phức tạp đến như vậy, trong khi các quốc gia láng giềng như Thái Lan, Campuchia, giá vàng vẫn phù hợp với biến động của thế giới, thấp hơn giá vàng ở Việt Nam đến khoảng 20 triệu đồng mỗi lượng vàng. Giá vàng miếng SJC tăng lên dữ dội tới 80 triệu đồng, làm nhiều người tăng sổng. Tờ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26 tháng 12 đưa tin với tiêu đề giá vàng miếng tăng dữ dội lên 8 triệu đồng, nhiều người tăng sổng. Bản tin cho biết từ đầu tháng 12 cho đến năm 2023 cho đến nay, lực cầu trên thị trường vàng trong nước luôn tăng cao hơn so với lực bán ra. Hiện giá vàng miếng đã lên đến gần 80 triệu đồng mỗi lượng. Vẫn theo tờ báo Lao động, đầu giờ sáng ngày 26 tháng 12, lượng vàng trong nước tiếp tục ghi nhận những đợt tăng dữ dội, cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn 4.9. Theo giới thiệu giới chuyên gia, việc giá vàng tăng cao tại thời điểm cuối năm không ngoài mục đích của chính phủ muốn móc vàng nằm trong hầu bao của người dân. Trước đó, giới đạo thì luôn khẳng định rằng tiền và vàng trong dân còn nhiều lắm. Một phép thức hết sức đơn giản và dễ hiểu là ngân hàng nhà nước đang cho in tiền hết công suất bất kể tình trạng lạm phát để đẩy giá vàng lên mức cao nhất như có thể. Với hy vọng dân chúng thấy giá cao đem vàng ra bán để mà thu về một đống tiền đang mất giá gần như là giấy lộn. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng các ngân hàng đang hạ lãi suất tiền gửi xuống mức thấp chưa từng có trong lịch sử, thậm chí có ngân hàng giờ chỉ ở mức 1,9% mỗi năm. Cùng lúc đó, giá vàng cũng cán mốc cao nhất trong lịch sử, trên dưới 80 triệu đồng mỗi lượng. Nhà báo Đào Tuấn của Tờ báo Lao động viết trên trang Facebook cá nhân rằng giờ các bạn đã hiểu vì sao giá chênh tới 20 triệu so với thế giới mà dân vẫn mua, đã hiểu vì sao vàng trong dân còn nhiều mà mãi không thể dụ họ lấy ra khỏi ống bơ chưa. Theo giới chuyên gia, điều đó cho thấy nền kinh tế Việt Nam đã thủng đáy và những người có tiền chẳng có cách nào khác ngoài việc lao vào đánh bạc với vàng. Nhưng ít người đủ tỉnh táo để nhận ra rằng đây chỉ là trò chơi mà trong đó mọi người móc túi lẫn nhau. Người trước móc túi người sau và cứ thế đẩy giá vàng tăng lên, không có điểm dừng. Một cửa hàng vàng ở Việt Nam. Vậy giá vàng sẽ được đẩy lên đến mức nào là câu hỏi được đặt ra. Vẫn theo các chuyên gia tài chính, không thể dự đoán được nhưng đây chắc chắn là trò chơi đang đến hồi khát nước cận Tết. Tổng giá trị của trò chơi này luôn bằng không. Kẻ thắng cuộc sẽ là kẻ chốt được đơn hàng ngay khi cơn thủy triều rút đi. Học giả Trương Nhân Tuấn cho rằng vàng trong dân còn nhiều lắm. Câu này không nhớ cha nào nói nhưng công nhận cha này nói đúng.
làm cách nào để hốt vàng trong túi người dân đây là câu hỏi đang được đặt ra. Học giả Trương Nhân Tuấn đề xuất một cách khác nhau, ví dụ như cách 1 là bước 1 là in tiền, bước 2 là tung tiền ra mua vàng bằng mọi giá. Cách này nhất cử lưỡng tiện, vừa hốt được vàng trong dân vừa cứu được bất động sản. Cách 2 là bước 1 là in tiền, bước 2 là tung tiền mua vàng bằng mọi giá, bước 3 là đổi tiền. Cuối cùng, ông Trương Nhân Tuấn kết luận cách nào thì người dân cũng sạch túi và bất động sản cũng được cứu. Trên thế giới, theo quy luật kinh tế chung, quốc gia nào tích trữ vàng nhiều nhất thì sẽ không lo bị lạm phát, vì lúc cần họ sẽ tung vàng ra bán để bình ổn nền kinh tế. Ở Việt Nam, tâm lý tích trữ bằng vàng ăn sâu vào tiềm thức của người dân, trải qua nhiều biến động lịch sử. Nắm bắt tâm lý này trong lúc nền kinh tế Việt Nam khốn đốn lao đao, nhà nước đã ra chiêu đẩy giá vàng lên cao để mà móc túi dần. Dẫu vàng là một dạng hàng hóa, cả Việt Nam và thế giới đều được phép mua bán kinh doanh tự do. Nhưng kể từ năm 2012, chính phủ Việt Nam đã ban hành nghị định số 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Theo đó, nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam: kể từ đó, người dân chỉ được phép kinh doanh, chế tác vàng trang sức, mỹ nghệ từ vàng miếng, vàng thỏi mua của nhà nước. Ai muốn tích trữ vàng bắt buộc phải mua theo giá nhà nước độc quyền, đắt hơn giá thế giới từ 10 đến 20 triệu đồng mỗi lượng. Với giá vàng tăng phi mã như gần đây, tăng lên mức hơn 100%, hỏi làm sao vàng trong dân không dần dần bị nhà nước móc hết. Thời điểm hiện nay, các nhà đầu tư vừa và nhỏ trong nước có tâm lý sợ đồng tiền mất giá nên cũng đổ xô đi mua vàng. Đầu năm mua một lượng vàng, cuối năm lời ra mấy triệu, ai cũng tưởng là có lãi. Nhưng tính đi tính lại, sau một năm, cộng cả tiền gốc lẫn tiền lời, cuối cùng vẫn không mua nổi một lượng vàng. Tiền để không thì mất giá, gửi ngân hàng thì lãi suất ngày càng giảm, hơn nữa lại sợ bị lừa như vụ SCB thì mất trắng. Thế là dân lại quay ra mua vàng tích trữ. Tóm lại, tiền của dân kiểu gì rồi cuối cùng cũng nuôi béo cho nhà nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin đẩy giá vàng lên cao, chiêu trò móc hầu bao dân của Thủ tướng như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.